Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Review. Trên tay mình đây đang là chiếc Redmi Note 13 Pro hàng chính hãng. Và hôm nay thì nó đã được giới thiệu tại thị trường toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Và trong video ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau đi mở hộp và đánh giá nhanh cái chiếc Redmi Note 13 Pro này, để xem là chiếc máy này đối với phiên bản hàng chính hãng này nó có khác biệt gì so với phiên bản sách tay tại thị trường Trung Quốc hay không nhé. Và nếu như bạn nào muốn biết giá chính thức cũng như là những ưu đãi khi mà đặt mua trước Redmi Note 13 series, bao gồm Redmi Note 13 này và Redmi Note 13 Pro 5G, thì có thể truy cập link mình để phía bên dưới phần mô tả, tham khảo tại hệ thống của Di Động Việt nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ xem bên trong phần phụ kiện của cái chiếc Redmi Note 13 Pro này nó có những cái gì nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hộp mà, và cái hộp này thì sẽ đựng đó chính là ốp lưng silicone này và sách hướng dẫn sử dụng, kèm theo đó là một que chọc SIM. Tiếp theo, đây là cái siêu máy. Phía bên dưới đây thì chúng ta sẽ có phụ kiện bao gồm một củ sạc nhanh với công suất tối đa lên tới là 67W. Kèm theo đó là một sợi dây cáp EV-Type-C. Với toàn bộ phụ kiện của cái chiếc Redmi Note 13 Pro hàng chính hãng. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái sản phẩm này nhé. Quay trở lại với chiếc Redmi Note 13 Pro của chúng ta. Đầu tiên thì mình sẽ nói một chút về phần thiết kế. Thì ấn tượng của mình khi mà nhìn ở mặt trước của cái chiếc máy này đó chính là cái phần viền màn hình ở phía hai bên đây nó rất là mỏng. Tuy nó không mỏng đều ở bốn cạnh nhưng cái phần viền màn hình hai bên này nhìn nó mỏng như này. Đối với một sản phẩm tầm trung thì mình đánh giá rất là cao cái thiết kế ở phần mặt trước của chiếc máy này. Và chiếc máy này thì nó sẽ có thiết kế màn hình theo dạng đó chính là đục lỗ. Và cái phần đục lỗ đây thì nó sẽ chứa cho chúng ta một cụm camera selfie có độ phân giải là 16 megapixel. Phần khung viền của cái chiếc máy này thì nó cũng sẽ chỉ được làm từ chất liệu đó chính là nhựa mà thôi. Tuy nhiên thì mặt lưng sau của nó thì sẽ được làm từ kính nhám mờ nhá, giúp hạn chế mồ hôi và dấu vân tay. Về cảm giác cầm nắm thì cái chiếc máy này nó hơi cấn nhẹ một chút do cái phần viền được làm vuông vức. Tuy nhiên thì cái trọng lượng của máy thì nó cũng khá là nhẹ, chỉ rơi vào tầm khoảng là 187g mà thôi. Đi kèm theo đó đó chính là độ mỏng của chiếc máy này nó cũng chỉ rơi vào tầm khoảng là 8mm. Về các chi tiết khác thì ở cạnh bên phải nó sẽ có phím nguồn và cái phím tăng giảm lượng. Tiếp theo ở dưới cạnh đáy thì nó sẽ có một khay SIM. Chiếc máy này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta đó chính là hai SIM và không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài. Ở phía bên cạnh thì nó sẽ có mic đàm thoại, cổng sạc USB-C và loa ngoài. Tiếp theo ở cạnh bên trên thì nó sẽ có một loa ngoài thứ hai. Chiếc máy này thì sẽ hỗ trợ loa kép stereo. Đi kèm theo đó đó chính là một jack cắm tai nghe 3,5mm, mắt hồng ngoại để điều khiển các thiết bị từ xa và một cái mic phụ để hỗ trợ thu âm. Tiếp theo thì mình sẽ nói một chút về phần màn hình ở trên cái chiếc máy này. Về màn hình thì chiếc Redmi Note 13 Pro này được trang bị một cái màn hình với kích thước đường chéo là 6,67 inch. Độ phân giải màn hình sẽ là 1,5K, được trang bị tấm nền OLED cho hiển thị lên tới là 68 tỷ màu. Cùng với công nghệ Dolby Vision, tỷ lệ màn hình sẽ là 20:9 và mật độ điểm ảnh đạt là 446 ppi. Tần số quét màn hình sẽ đạt được đó chính là 120Hz cho trải nghiệm vũ chạm rất là mượt mà. Đi kèm theo đó độ sáng màn hình tối đa của sản phẩm này lên tới là 1800 nit. Và màn hình của sản phẩm này thì cũng sẽ được bảo vệ bởi cái tấm kính cường lực Gorilla Glass Victus. Nói về chất lượng hiển thị thì thông số như nào nó cũng đã phản ánh lên cái chất lượng của cái tấm nền màn hình trên sản phẩm này. Nó cho hiển thị màu sắc lên rất là tươi tắn cùng với độ tương phản rất tốt. Đi kèm với phần viền màn hình hai bên nó mỏng như này thì tạo cho chúng ta cái trải nghiệm hiển thị ở trên màn hình của sản phẩm này nó lại càng tuyệt vời hơn. Nói chung là mình đánh giá cao tấm nền màn hình cũng như chất lượng hiển thị ở trên cái chiếc Redmi Note 13 Pro. Tiếp theo thì mình sẽ nói một chút về mặt camera ở trên sản phẩm này. Về camera thì nó sẽ được trang bị ống kính chính có độ phân giải lên tới là 200MP, khẩu độ là f/1.7, hỗ trợ công nghệ lấy nét theo pha và có chống rung hóa học OIS. Ống kính thứ hai là một ống kính góc siêu rộng có độ phân giải là 8MP, cho góc nhìn là 120 độ và khẩu độ là f/2.2. Ống kính thứ ba là một ống kính chụp ảnh macro có độ phân giải là 2MP, khẩu độ là f/2.4. Và phía bên dưới ống kính chụp ảnh macro thì chúng ta sẽ có một cụm đèn flash LED. Về chất lượng ảnh chụp của cái cụm camera này như thế nào thì mình sẽ gửi đến các bạn trong một video đánh giá chi tiết sau nhé. Tiếp theo thì mình sẽ nói một chút về mặt cấu hình ở trên sản phẩm này. Về cấu hình thì chiếc máy này nó sẽ được trang bị một con chip đến từ Qualcomm, đó chính là con chip Snapdragon 7S Gen 2. Đi kèm với dung RAM thì sẽ có các phiên bản bao gồm mà 8 này, 12 và 16GB, bộ trong tương ứng sẽ là 128, 256 và 512GB. Với pin của máy thì sẽ có dung lượng là 5100mAh và hỗ trợ sạc nhanh với công suất tối đa là 67W. Về điểm số AnTuTu mình có chấm được ở đây thì cái chiếc máy này nó đạt được tối đa đó chính là 575.000 điểm. Điểm CPU đạt được là 192.000 và điểm GPU sẽ là 116.000 với nhân là Arduino 710. Trong video tới thì mình sẽ gửi đến các bạn một cái bài video test game ở trên cái chiếc máy này để xem là hiệu năng chơi game của chiếc Snapdragon 7S Gen 2 này nó sẽ như thế nào.
Còn về bộ phần mềm, hiện tại nó đang được chạy ở trên cái nền tảng đó chính là MIUI. Và trong tương lai thì chắc chắn là chiếc máy này nó cũng sẽ được cập nhật lên cái phiên bản HyperOS. Nó sẽ có một cái giao diện nó nhẹ hơn rất nhiều so với phiên bản MIUI. Và hiện tại thì phiên bản MIUI nó đang có ở đây sẽ là 14.0.2 Global và được tùy biến ở trên nền tảng đó chính là Android 13. Và chắc chắn là trong tương lai thì nó cũng sẽ được lên Android 14 thôi, với cái giao diện đó chính là HyperOS. Đối với chiếc máy mình đang có trên tay đây thì nó sẽ có dung lượng RAM đó chính là 8GB. Và chiếc máy này thì nó cũng sẽ hỗ trợ công nghệ RAM ảo nhá. Còn phiên bản mới ở trong mình đang có đây thì sẽ là phiên bản 256GB, phiên bản thấp nhất. Ok, và đó là cái bài mở hộp cũng như là chia sẻ nhanh của mình về cái chiếc Redmi Note 13. Ấn tượng của mình đó chính là về cái phần chất lượng hiển thị cũng như là thiết kế của cái chiếc máy này. Nó rất là đẹp ở phía mặt trước. Kèm theo đó chính là một cấu hình nó khá là mạnh với con chip Snapdragon 7S Gen 2 trong phân khúc tầm trung, và một cụm camera có thông số rất là khủng lên tới là 200 megapixel. Và chất lượng ảnh chụp như nào thì mình cũng sẽ gửi đến các bạn trong một cái video đánh giá chi tiết sau ở trên cái sản phẩm này. Còn các bạn thì các bạn nghĩ sao về cái chiếc Redmi Note 13 Pro thì xin mời để lại ý kiến dưới phần comment. Và bạn nào muốn tham khảo giá bán cũng như là ưu đãi khi mà đặt mua trước cái chiếc Redmi Note 13 và Redmi Note 13 Pro thì có thể truy cập link mình để ở phía bên dưới phần mô tả nhé, tham khảo tại hệ thống của Di Động Việt. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.